bé sợ nhất là con gì? Tụi con nghĩ là mình làm cái gì đó cho nó nghệ thuật một chút. Là thích con chó là mình chờ, và ghét một con chuột cũng chờ luôn. Thấy chưa? Hay, hay. Được, dễ thương, bên đây đi. Con mèo và con dán ạ. Dán lấy gì sợ? Tại vì con sợ con dán. Con sợ con dán nhưng mà bé Minh Anh chưa chắc sợ con dán. Con thích con gì? Con thích con hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Thịt lất rồi. Thôi bây giờ cái này mới là chính sách chính nè. Có đó mình hỏi chơi, chơi thôi. Con sợ nhất con gì? Con sợ nhất con... Ghét một con chuột. Tại vì con sợ con dán. Dán lấy gì sợ? Con sợ nhất con cá mập Megalodon ạ. Trời. Megalodon ạ. À, tức là con cá Melaka đó. Megalodon. Con cá mập Megalodon, răng nó to hơn cả con. Răng của con cá mập Megalodon nó to bằng con cá mập trắng ạ. Với cả con khủng long chỉ to đến một nửa của con cá mập này thôi. Ý đó hả? Nó là con cá mập lớn nhất trong lịch sử và nó đã tuyệt chủng từ rất nhiều năm rồi ạ. Trời. Ghét cái con mà không bao giờ mình nhìn thấy nó. Vậy thì hai đội tiếp tục chặt lắm. Ý nghĩa ba chị em mời là gì? Bắt đầu. Mời đội Lê Lộc. Dạ con nghĩ là mờ có nghĩa là không thấy đường. Trời ơi Lê Lộc ơi. Trời ơi. Đúng không anh, đúng không? Sao mẹ có thể suy luận một cái xa như vậy hết. Mờ mũ ba. Còn bên kia. Em vừa thấy mẹ em có gọi em Minh Anh là Miu. Thì là Miu mặt mèo. Miu mặt mèo. 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 Mèo dễ thương. Để lộn dấu. Hiểu không, để lộn dấu. Sao mặt mèo dễ thương kêu là mặt mèo. Mờ. Con có biết em mờ là cái từ gì không? Con là Miu, em con là Moon, với cả em út con là Mon. Bây giờ thì với em, anh là Mon Hoàng Anh. Em út con đang ở thành phố Hà Nội, không phải đang ở Hồ Chí Minh. Mon à, Mon à. Em thấy Sang Bắc Hoàng làm họ hả? Không được. Em út con là bao nhiêu tuổi? Em út con không tuổi. Không tuổi hả? Mà sắp một tuổi. Em út con biết nói tiếng Anh không? Em ơn của con biết nói một tí trẻ kêu rồi tiếng Anh, với cả giọng này thì là cũng nhiều tiếng Việt. Em út con có súng răng không? Không, em út con mới có 7 răng thôi. 7 răng hơi ghê thiệt. Vậy là nhiều hơn con rồi. Nhiều hơn con rồi. Rồi. Thật sự mà nói thì bé Minh Anh là một trong những hình ảnh mà trên YouTube rất là ấn tượng và được rất là nhiều người theo dõi. Vậy thì lý do tại sao chị lại lập một cái kênh YouTube riêng cho em? Ban đầu thì cái kênh YouTube này là kênh YouTube cá nhân thôi ạ, của bố của bé. Vợ chồng em thì cũng thường xuyên up những cái clip các con chơi đùa thôi. Và bắt đầu có rất là nhiều bạn inbox và nói rằng là chị ơi làm thêm đi, tại vì xem các bé rất là dễ thương. Có một vấn đề đặt ra thế này là chị, có nhiều người nói rằng á, nếu mà để con mình nổi tiếng nhiều quá ở trên thông tin mạng thì nó sẽ có nhiều điều bất lợi. Chị nghĩ sao về điều này? Cái này em hoàn toàn đồng ý á. Đấy chính là lý do vì sao mà cả gia đình đều không thực sự muốn Minh Anh tham gia vào các cuộc thi mà hiện nay là rất là nhiều. Chỉ có thỉnh thoảng khi mà nhận được những cái lời mời dự talk show ấy ạ, không ảnh hưởng đến thời gian của con, tại vì là năm nay Minh Anh học lớp 1, thế nên con rất cần thời gian để mà học. Em cũng không muốn là có những cái mà ảnh hưởng không tốt đến con, nhất là ở trên mạng thì mình cũng có rất là nhiều lời bình mà mình không thể kiểm soát được. Đúng rồi. Và nếu mà mình không cẩn thận thì sẽ vô tình gây tổn thương đến con. Cái này em cũng tâm sự rất là thật ạ, là hầu hết tất cả các buổi phỏng vấn của báo chí thì là em thường nhắn với họ rằng không sử dụng từ thần đồng. Tại vì thực ra đối với Minh Anh thì Minh Anh có một chút năng khiếu học ngoại ngữ thôi. Và Minh Anh có thêm những cái may mắn về phía môi trường và có được sự hỗ trợ của gia đình, chứ con không phải là một thần đồng. Và cái từ đó thì thực sự nó là một cái từ có thể gây áp lực lên một đứa trẻ. Không phải ai cũng là giỏi đâu mẹ ạ. Có nhiều người giỏi hơn con. Cái định hướng mới là quan trọng. Ba mẹ sẽ theo bé một cái phương hướng nào? Chị có tính điều đó chưa? Cái này gia đình em vẫn thống nhất là để cho bé tự quyết định và tự khám phá đã.
Hiện tại bây giờ chỉ mong là bé có thể được thoải mái đi qua cái tuổi thơ của mình và học hành ở trong trường thôi, thật là tốt, học nhiều kỹ năng ở bên ngoài để khi mà bé có kỹ năng mềm thì bé có thể tự tìm hiểu và tiếp thu những cái điều mà bé muốn học. Thể loại âm nhạc yêu thích của bé là thể loại nào? Mời đội Quang Bảo. Nhìn cái phong cách thời trang của em rất là trẻ trung và hiện đại nên là bọn con nghĩ là em rất thích dòng nhạc EDM. EDM hả? Tụi con là nghĩ là thể loại nhạc pop. Nhạc EDM. Tại sao con lại yêu thích dòng nhạc đó? Vì là con thích nghe Vivo. Bài hát yêu thích nhất là bài hát nào? Mấy bài của cô Ariana Grande hoặc là cô Nicki Minaj. Nhóm chị có một gợi ý rất là hay, không biết Minh Anh có thuộc bài này không ta? Dạo gần đây có một cái bài hát mà phải gọi là khá là nổi tiếng và đứng đầu bảng xếp hạng liên tục luôn. Đó là bài Shape of You á, Minh Anh có biết không? Có. Biết luôn hả? Vậy Minh Anh có thể hát bài đó được không? Quá giỏi luôn. Giờ nè, chú Linh sẽ có nhạc luôn. Rồi các anh chị B336 sẽ hỗ trợ con luôn. Con có đồng ý không? Ơi, có đủ thần luôn nữa. Còn bây giờ âm nhạc. Lên con. The club is in the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, we get fast and then we talk slow. Come on, we're inside up a conversation with just me. Chú Linh hỏi nè, mơ ước của con đó là sau này con sẽ làm gì? Sau này con muốn là artist. Tức là con sẽ muốn thành họa sĩ ha? Con vẽ được nhiều thứ lắm. Giỏi quá. Có lẽ rằng bây giờ trong cái cuộc sống bồn bề này đó, các bậc cha mẹ cứ lo cơm áo gạo tiền chảy theo cái dòng xoáy mưu sinh đó, rồi quên con mình ở nhà đi, rồi giao toàn bộ cái việc đó cho người giúp việc hay giao cho ông bà này kia, thành ra cái định hướng nó không có rõ. Và rõ ràng như vậy là hôm nay vợ chồng Thủy Tiên rất là tuyệt vời đã chơi với bé bằng một cái môn mà có thể nói cũng rất khó với nhiều em, đó là môn tiếng Anh. Cái việc chơi đó giúp cho bé học giỏi hơn và rất là tuyệt vời. Tặng một món quà cho bé Minh Anh nào. Con cảm ơn chị ạ. Bây giờ con sẽ chúc cho tất cả các bạn nhỏ như lứa tuổi của con như thế nào, con có thể chúc một câu nào không? Con chúc bằng tiếng Anh đi con. I wish you good luck getting big and strong and lots of talent. Con vẽ đó hả? Vâng ạ. Con vẽ bức tranh này bao lâu? Từ lúc nãy không? Lúc nãy luôn hả? Quá nhanh ta. Chú Linh sẽ treo cái bức tranh này trong chương trình giải mã kỳ tài. Một lần nữa thì cảm ơn chị Thủy Tiên rất nhiều. Chương trình sẽ gửi tặng một kỷ niệm chương. Về đây nhớ chú Quyền Linh và mọi người nha. Vâng ạ. Rồi. Cảm ơn chị Thủy Tiên rất nhiều. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Bye bye.
Rồi, bye bye Minh Anh.